Sắp đến ngày 30 tháng 4, mình xin chúc anh em có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ bên cạnh gia đình, người thân và bạn bè. Đừng quên tham chiến trong game để đua thử thách 40.000 vàng của mình nhé. Đăng ký ở phần mô tả video và bình luận game. Còn bây giờ, hãy theo dõi mình chơi chiếc xe tăng T59 này nào. Mình biết mà. Mình xem cái hồi mà xem đầu năm 2023 nó có một cái hình ảnh nói về thử thách của Lan mới là mình cũng nhận ra chắc là thay đổi cái gì đó về Pro PvP. Nhà mình tích rất là nhiều ấy, nhiều clan mình tích có đến hơn 100 cái trợ cấp rồi. À hình như mình vẫn đang bị giữ sai hay sao anh em ạ? Có phải không hay là mình vừa lộ nhỉ? Có phải mình đang bị giữ sai không hay là vừa lộ ta? Mình đang lo con Borat rồi xung quanh đây. Nè, mình vừa nhô lên cái bị nguyên một mảng. Có ấy có lộ đèn không anh em? Mà vừa rồi mình có bị lộ đèn không? Đây, giờ lộ này. Vậy trên này này. Borat ở đây. Khoảng nào vừa mình vừa bị xuất hay so. Tour of Duty bây giờ nó cũng đòi hỏi phải đi trung đội nữa, không còn chơi lẻ được. Mà khổ nhất ấy là nhiều anh em, rồi anh em bắn lẻ mà cũng kiếm được tài nguyên cho clan thì cũng là một cái hay, nhưng mà bây giờ phải đi trung đội mà có phải lúc nào có người on đâu. Với lại nhiệm vụ cũng khó đấy, càng về sau càng khó đấy, không hề dễ chút nào đâu. Mình được bắn chùa này, ngon thế. Làm ớt đi. Tôi xin mấy viên nữa. Lô què cứ ngơ ngác. Ok, pha đấy là mình ngắm hơi tệ. Mình muốn bắn lên tháp pháo. Rồi đi luôn. Ê, gặp phải ông chơi tệ quá. Thế là chết. Chưa thấy Borat đâu nhỉ? Cả nó cao ấy, cắm ở ngoài này chăng? Cắm ở những cái bụi này chăng? À, đang AFK. Biết nữa. Chỗ này vẫn chưa giải quyết xong. Đâu giữ hạn. À, có con Vipera này là giải quyết lâu. Ua, đây rồi. Tôi đang điều vận trên này. Ghét nó quay lại, nó xoay mình xong. Rồi, chỉ
lo Forest Spirit nó bắn tạp ở đây thôi là mình mới không lên được cái chỗ bonus này. Quan trọng nhất là ES ở trên này này. Đâu? Ra bắn mình nhỉ? Bắn ra thôi. Bắn ra thì mình rút, rút sang bên kia để chờ đồng đội á, mấy đứa như lẻ á. Chứ mình đi lên bây giờ sợ đám Forest Spirit nó mơ mình. Ôi lộ. À kia Forest kia rồi. Forest lấp kỹ thì Forest. Hết rồi mà biết được vị trí rồi, biết được vị trí rồi thì cứ chơi thôi anh em, mình bắn được HT thì càng cầm chân lâu càng tốt. Dọn sang bên này đẩy con Lue à, con Mora. Forest. Có Forest. Chơi là phải kiểm tra vị trí anh em nhá. À, FSV ở trên này luôn. Nó đang chạy bên này rồi. Nó ấy nổi bên kia cơ mà. Nhanh thế. Rồi, thế bố di chuyển rồi, mình di chuyển theo. Bạn vẫn đứng ở trên đấy à. Ok, mình sẽ di chuyển sang bên trái này. Đi vào bây giờ ngoài cover đâu, tất cả bên ngoài này hết rồi. Hay không? Có đáp bên ngoài. Có đáp bên ngoài này. Còn ở trên này này. Đi đâu? Trên này luôn. Cổ mét. Đảm bảo Borat ở dưới này. Ra luôn, cho nó bắn. Không biết Su chạy ở đâu rồi. Pha ngắm tệ của mình. Phải khóa mục tiêu. Đấu sau hơn 1 tháng 10 ngày không vào tài khoản chính để chơi. Hơn 7.000 sát thương tổng. Được quả farm chùa Loe sớm quá. Và phải công nhận là hệ số bạc của con thai 59 này cao nhờ. Bật full hết tất cả trợ cấp vệ clan các thứ này. 355.000, 1.738 kinh nghiệm gốc. LC chạy đấy. Đấy đấy, được. Tại thế ông ấy quay thắp pháo sang bên trái, mình không biết ông ấy đi đâu. Đây, nghe chừng thành phố ít người rồi. À, mình cứ đứng vào đây để kiểm trợ LC cả. Nghe điểm yếu chí mạng nhất của con 259 này chắc chỉ có
cháy. Nổ. Chết rồi, tiêu 4 kìa. LC mình soi không tốt rồi. Bị con bắt chát nó bắt lại. K15 bắn kinh đây. Đấy, nó đang cao con 12 tấn đang ở đây à. Lộ rồi, đó. Một ở đây, hai ở đây. Đạo mình bay về đằng sau rồi. LC chạy về đi. Những Borat nó cao tơ như thế rồi thì đừng lên nữa. Lên về đó, vừa nói xong đi luôn rồi. Bị chúng nó giam rồi thì về ấy. Anh em hiểu không? Lên trời, cố đấm ăn xôi làm gì, mất xứ nó con mắt rồi. Bên mình lại không có cả Borat nữa, không có Borat được ai soi. Thành phố đuối, thành phố như vậy nó đuối đấy. K5 thì là la. Hy vọng là cầu đánh hay hay tí. Thay rồi. Thay rồi ra. Ai à? Thay cơ soi mình à? Hay là mình bị đứa nào ở đây soi ta? Chưa biết được đâu nhưng mà quái thay cơ soi bắn mà cũng không lộ nữa cơ. Chắc là mình sẽ phải bỏ hai ông này rồi. Bye bye rồi. Bye bye mà về rồi. Rồi hết bộ hình ạ. Đấy rồi, về. Ôi, tôi lo bữa có 12 tấn đứng đây rồi. Anh em ơi, căn cứ, căn cứ. Chúng tay rồi kìa. Xù quá. Đến đấy chết rồi. Đó, đến đấy chết rồi. Cái đồ đã bắn được mà. Giờ có mỗi tôi thủ ở đây thôi đấy. Đội à, 12 tấn này. Được rồi. Lên nhanh soi lại chúng nó, không là chúng nó vào nó úp mình à. Đó. Ok. Có bắn điểm trợ viên rồi. Ok. Ôi, có rát kìa. Ôi bắn trượt rồi, Charlie. Chỉ cần một viên thôi. Không làm được à. Biết ngay, nó lắp lại cái bụi cây đấy mà. Mình biết mà, nhưng mà mình bắn trượt. Đây rồi. Mình tính giải quyết là cái gì cũng xong.
cái địch vào nhỏ lẻ quá, bọn mình vẫn ăn được, nhưng mà bên kia thì nghe trời hơi khó. Giờ mình đang là con mắt quan trọng của mình, mình mất hết mọi tên rồi, mất hết mọi tên thôi. Quan trọng phải ăn con BZ này trước này. Charlie ơi, à Charlie hết máu à. Về mình rồi. Đây rồi, họ đứng về mình. Ba đạn này thì lại kém rồi. Tất cả trông chờ vào Charlie. Charlie ơi, nhanh lên Charlie ơi. Nó một viên xong đi. Không ăn được không? Đấy mà lấy thì lại ngon là mình ở lại mình bắn con BZ ngay, hai viên ngay. Nhưng mà 212, con này là 250, hai phát hơn 500, hai phát đúng 500. Nhưng mà lấy thiệt hại tế thì chết rồi. Ôi, ôi thôi thôi, cho mình. Chắc trận này master, vừa nói xong, trận này master, vừa đánh cận chiến mà. Mình tiếp nhất là cái pha bắn con BZ này được có 212 thôi. Thì mình không thể đánh cược ở phát đạn tiếp theo được. Giả sử phát đạn này nó lên được 206, 207 thì mình có thể đánh cược ở phát đạn tiếp theo là chỉ cần 220 thôi là ăn rồi. Nhưng mà đáng tiếc là không. Okay. T59 lối đánh như T100. Nói chung là cái lối đánh của bọn tạng chung truyền thống ấy. Có hỏa lực dùng được, giáp dùng được, tốc độ dùng được, cái gì cũng dùng được. Thì khi chúng nó kết hợp lại với nhau thì chúng nó sẽ trở thành một tạng chung toàn diện. Một vài con thì nó thiên về một hướng, một thế mạnh nào đó, chúng nó chỉ mạnh về thế đấy thôi. Ví dụ như con Borat nó chỉ mạnh về đi yểm trợ thôi, chứ nó không mạnh về kiểu quẩy như này hoặc đánh cận chiến như này. Con Borat thử đánh cận chiến là thế. Như vừa rồi mình dí con Borat bên địch mấy viên đấy, kiểu bắn xong hai viên nó không chạy là bị dí ngay. Thì con Borat nó sẽ phải tận dụng cái khẩu pháo và tốc độ của nó để chạy vào xả đạn rồi té, nghĩa là nó hỗ trợ hỏa lực cho đồng đội ở cái khoảng thời gian đấy mà nó té. Hay là Pro 46, cách xả của nó khá là thích hợp cho vai trò toàn diện. Xả từng viên thì là toàn diện, xả nhiều viên thì là hỗ trợ. Đấy. Hoặc là một vài con bắn tỉa thì nó chỉ thiên về bắn tỉa thôi. Càng tiếp cận gần đến kẻ địch thì càng phế. Bắn ở xa thì càng hay. Pháo 100mm của mình xuyên được con S1 này. Chúng xích à? Ồ, chúng xích à? Tốt. Như thế mình ở lại mình bắn thêm phát phát nữa có khi là ăn. Ok, đồng đội ăn. Ok. Không có địch nào vào mid nhỉ? Trận này thì cần đối đầu với con Bro 46 thôi, nó vào trong kia rồi. Thì ra mình đang xem là có đứa nào bên địch vào. Ô vào, ô vào. Vào đi bạn ơi, vào đi cho mình xin mấy viên. Mà ăn được con TDM nguy hiểm với nó là được rồi. Mình đang muốn vào chiếm căn cứ để dụ chúng nó vào của mình quẩy con ô hô mà. Okay. Nhưng mà chỉ sợ đi qua đây là TD bắn. Mình soi T4 ạ. Bay màu. Ôi, cả mấy đạn cầm đất rồi đó. Chạy đâu? Chưa T, đấy C67 thôi.
ôm Vorat thì mình hoạt động đi. Vorat lợi thế bản ôm. Urovanka cực kỳ luôn mà không thể hoạt động. Khi đằng sau bắn tỉa rồi. Ôi xong. Bảo sao không thấy CC đâu. Không biết xích à. Chào xích mình ok. Thôi mình vào mình quẩy luôn đi. Xong game rồi. Quay về đây làm gì? Đừng. Ai làm thế? Bảo rồi, ai quay về đây? Quay. Quay được quay. Cáp đây anh em ơi, scope cap. Scope cap. Bên dép của 66 đi kia. Sao bên này thấy ít thằng bạn thật. Rồi xong game rồi, để wake up. bỏ cáp, hay quá. Thôi, top gun, trận trước mình bỏ lỡ top gun rồi. Bỏ đi. Sức mạnh của Thai 59. Uầy, 3 trận đấu hơn 1 tháng trời không quay trở lại chơi tài khoản chính. Thai 59 cũng lâu rồi mình không chơi Thai 59 đấy. Thật. Chắc phải đợt từ 2 năm tháng 12. Chắc là tầm đợt đấy chăng? 25 tháng 12, à chứ là 22 tháng 12 làm video gì chăng? Chẳng nhớ nữa. Ok, 3 trận đấu. Khổ ông CC này, ông vào ông úp mình mà ông ấy úp cũng không thành công nữa. Quả đấy ông chỉ cần đứng ở trên đồi ông thập thò thôi, ông mới lao vào là chết rồi mình rồi. Đây, con này là một trong những con hàng hiếm trước khi 2022. Đúng chưa? 2021. Trước khi năm 2021 đến. Anh em biết bao nhiêu thời gian rồi Wormy không bán con này không? Chỉ dành cho các sự kiện như là sổ số hàng đầu năm, sổ số âm lịch ấy. Rồi thì tournament hay là quay cái gì đó, ngẫu nhiên cái gì đó. Đấy, thì đây, con này hiếm cực. Mình không nói những người đã sở hữu nó từ trước nhé. Mà từ cái lúc mà Wormy không bán nữa thì nó sẽ là hàng hiếm. Bởi vì có ai mua đâu mà, có được trở thành phổ thông đâu. Nhưng mà bây giờ sau 2021 cái là năm nào cũng mở bán. Đến nỗi mà năm ngoái còn mở bán Camo 3D này. Chết ngoài vậy. Nào phải có một ông chết chìm với chết va chạm. Thế mình có chip từng bỏ lắm. Vàng mình cũng khó đục đầu con gát lắm đấy. 240 đấy. Và viên này bao nhiêu? 240 cũng 240 và bắn sai chắc là tụt. Đùa đâu, gác nó đục chúng u mình mất 400 đấy.
Thế chả đói. À trúng kìa. Ui pháo ném xuyên luôn kìa. 700 máu luôn. Pháo. Pháo hay quá pháo. Gắt phế luôn rồi. Mất hơn nửa cây phế rồi. Quá. Wow. Ba ơi, cẩn. Cẩn thế nhỉ? Để pháo ném đi, pháo bị mình ném tốt đấy. Xích. Hay. Ô, con T43 bắn điệu pháo. T43 nó bắn điệu pháo. Ô, pha vừa rồi mình tưởng là sát thương nghiêm trọng với đứt xích rồi nhỉ. Đi đâu, úi dồi, snap đẹp quá. Đây, đâm đi. Bắn trúng thùng nhiên liệu. Chết. Một máu kìa. Một máu mình đâm không. Đã bắn còn một máu, 245 bắn còn một máu lại còn đâm còn không chết nữa. Trời ơi, chán thế. Chúng tụng nhiên liệu rồi đấy. Giờ phế luôn. Em phế rồi. Ờ, bị chẳng hiểu sao còn một máu à. Nhiều khi nó không cho người ta dứt điểm một máu đi thì còn bắt người ta phải bắn thêm viên nữa mới đâm. Giờ đi hết máu rồi. Giả sử như pha đấy mình nó không bắn mình thì mình vẫn còn 400 máu cộng vào là 600. Rồi còn tí. Nhưng còn cái đây nào ngoài này không? Còn. Cắt đây rồi. Đi đâu. E5 đằng sau kìa. Bạn này, E5 đằng sau bạn này. Xích, không được rồi. Thôi, E5 ăn.
Dạ, anh em, nó xích rồi mà. Cay. Trời ơi, Vibera này bắn tệ quá. Nãy giờ toàn trượt thôi. Trời ơi, trúng gì. Ôi, xuyên này. Ôi, ui, bay ra khỏi vòng kìa. Và tôi bật tâm máy chủ ba. What? Tôi không thể nào đỡ nổi pha đấy. Khi Nana nổ đúng đạn. Đây, tôi bật tôi soi cho. Người thế là cùng. À, bắn ai đấy. Bắn ai đấy, cháy, anh em để cháy đi. Ok, trận cuối bắn cũng được. Ôi, tự dưng hôm nay tôi cầm than 59 lên đầu anh em ạ, 4 trận đều bắn rất là tốt. Trận này thì hơi cấn cấn ở đoạn giữa. Này, trận này Master nữa, đẹp này. Ôi, 4 trận Master liên tục. Hôm nay là ngày bội thu của tôi với con 259, trận này còn gần 1.700 này. Anh em nào còn nhớ không? Anh em nào còn nhớ mà con thai 59 của tôi bắn 30, 40, không, 50 trận đầu tiên không trên được 50% chiến thắng. Nó kiểu nó ám tôi anh em ạ. Em còn nhớ cái buổi stream cách đây 2 năm không? Nó ám tôi. Mà bây giờ tôi đã vực dậy đó rồi. 128 trận, 63% chiến thắng. Nếu mà không bị ám 50 trận đấy thì chắc chắn là tôi phải lên tới tầm 70% ấy, hoặc là 68-70%. Bởi vì trận nào khác tôi cũng đều bắn tốt, cố gắng bắn tốt trên time 9 mà. Con xe lịch sử sắp gì nó đi hút cổng. Đây. Đáng tiếc nhất là nhiều anh em không còn cái này nữa này. Vừa mình không còn làm cốt cái này nữa. Không còn nữa rồi. Thế nhưng mà mình vẫn còn khá là nhiều cái này này. Mình còn bao nhiêu cái ta? Cờ Việt Nam thì vẫn có thể mua được. Ê, mình vẫn còn 13 cái này. 390.